Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình nha. Mong các bạn ủng hộ, xin cảm ơn. Bữa nay mình đi tới cảng Gạch Giá, mình quay tàu cao tốc đi Phú Quốc nha các bạn. Có một chiếc ABG chuẩn bị rời bến nè các bạn. Đang tăng tốc độ, chạy rất nhanh nha các bạn. ABG này chạy Phú Quốc nha các bạn. ABG này chở khoảng 300 người.